nghệ cao nhá, từ Đức nhập về, nhưng mà kỹ sư Việt Nam sản xuất chế tạo. Máy này máy gieo hạt nhá, có cán không ấy? Nhưng mà hạt nó bé quá sao mà gieo đây? Nó hút được hạt vào luôn hả? Đấy, máy có thể nó hút được hạt vào luôn các bạn nha. Hạt nhỏ này như cái kim này. Anh sẽ phải dày công gọi là để sáng tạo cái máy này, mất 5 tháng trời các bạn nha. Học viện kỹ thuật Sài Gòn về đây làm đấy. Đây là anh chủ có nhân của máy đây. Mạnh quá đúng không? Nó gấp kiểu gì? Chân không rồi xong bắt đầu ra nó nhả. Đây là bơm chân không nè. Nó phải có một cái ấy nữa. Đúng rồi, chân không có mấy chân không nữa. Còn hệ thống nhiều lắm. Chưa tích hợp vô hết mà. Nhưng mà tổng chi phí cái này nếu mà xong khoảng bao nhiêu tiền? Nó là tài sản trí tuệ vô giá luôn này. Không, ý là mình mua tổng ấy. Mua thì đồ này thì không bao nhiêu. Không bao nhiêu. Nhưng mà những cái bộ não của nó đây nè là vô giá dữ lắm nè. Điều khiển đó. Cái này là tự mình suy nghĩ để mình đúc kết lại đúng không? Đập tình không á. Thì bộ điều khiển nên là có mấy cái xe hơi đúng không? Đúng rồi. Đập tình là biết mà. Đây rồi hả? Đúng là cao thủ vậy. Nói chung là cũng đập ra mấy cái xe hơi đấy mới được nhiều đây. Nhiều lắm. Cũng tùng xe ô tô, xe hơi, xe máy nhiều. Cứ suốt ngày ăn mới ngồi nghĩ suy nghĩ cái này thôi. Thế mà làm xong cái này là chế tạo cho bà con nông dân là ngon đấy nha. Là bán là khối tiền đấy. Lúc ấy đăng ký bản quyền luôn. Cái mô tô giảm tốc này mua nhiêu tiền cái? Này bên bà con nó gửi về cho. À đấy. Máy này có 4 cái motor. 2 cái bình ắc quy. Nghĩa là 4 động cơ. 4 động cơ. Trong 4 bánh toàn thời gian á. Bốn bánh chủ động.